Xin chào các em. Chúng ta tiếp tục chuyên đề 3, ta sang cái chủ đề thứ tư. Tức là chu kỳ của con lắc đơn có thể có do nhiều yếu tố phụ thuộc, nó làm cho chu kỳ thay đổi như là nhiệt độ, độ cao, độ sâu. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà một con lắc đơn mà chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng thì cũng có khả năng là chu kỳ của nó lại không thay đổi. Vậy thì điều kiện để con lắc đơn mà chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng mà chu kỳ không thay đổi là gì? Thì chúng ta xét cái chủ đề hôm nay, chủ đề số 4. Tức là điều kiện để chu kỳ của lắc đơn không đổi khi mà chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng. Vậy thì đầu tiên về mặt phương pháp hay nói cách khác là về cái lý thuyết thì chúng ta ghi ý như sau. Điều kiện để chu kỳ không đổi. Khi chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng. Đó là gì? Đó là các cái yếu tố ảnh hưởng đó nó phải bù trừ lẫn nhau. Sự thay đổi do cái nguyên nhân này thì sẽ bằng số đối của cái nguyên nhân khác. Thế thì có thể suy ra điều kiện như thế này: delta t1 cộng với delta t2 cộng với vân vân cộng với delta tn, giả sử có n yếu tố ảnh hưởng thì nó phải bằng 0, hoặc là mình sử dụng cái sự biến thiên tỷ đối, delta t1 trên t cộng với delta t2 trên t, vân vân, t1 t2 cộng delta tn trên tn phải bằng 0. Thế bây giờ cụ thể ra thì có thể có những cái khả năng nào? Thì ta sang phần 2 nhỏ. Các cái trường hợp cụ thể. Ví dụ như là con lắc đơn mà có nhiệt độ thay đổi và độ cao thay đổi. Con lắc đơn có nhiệt độ thay đổi và độ cao cũng thay đổi. Vậy thì điều kiện để nó có chu kỳ không đổi đó là như này: 1 phần 2 alpha delta t cộng với lại h trên r phải bằng 0. Như vậy nếu nhiệt độ tăng thì ta phải đưa vật lên cao. Nếu nhiệt độ giảm thì ta phải đưa vật lên cao để mà tổng của hai cái yếu tố ảnh hưởng này nó phải bằng 0. Thế còn con lắc đơn mà lại có nhiệt độ thay đổi, độ sâu cũng thay đổi, thì cũng 1 phần 2 alpha nhân với delta t cộng với lại cái sự ảnh hưởng do độ sâu, đó là d chia cho 2r cũng phải bằng 0. Như vậy là khi mà đưa một vật xuống sâu có độ cao là có cái độ sâu là d so với mực nước biển thì nhiệt độ của vật cũng phải giảm đi, thì để tổng cho hai yếu tố ảnh hưởng này bằng 0, khi đó chu kỳ của nó sẽ không thay đổi. Thế bây giờ ta sẽ đi vào vận dụng những cái bài tập cụ thể. Chúng ta đi vào vận dụng. Bài nhất. Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ tại mặt đất ở nhiệt độ 25 độ C. Như vậy là cái T0 nó bằng 25 độ C. Hệ số nở dài của dây treo con lắc là 2 x 10 mũ trừ 5 Kelvin mũ trừ 1. Vậy alpha bằng 2 x 10 mũ trừ 5 Kelvin mũ trừ 1. Đưa đồng hồ lên độ cao h so với mặt đất thì đồng hồ vẫn chạy đúng, cho biết bán kính trái đất là 6.400 km. Nhiệt độ ở độ cao đó là 15 độ C. Hỏi rằng ở đây là chu kỳ T vẫn là không đổi. Hỏi rằng là cái độ cao H mà mình đã đưa lên ấy, nó phải bằng bao nhiêu? Vậy thì ở đây bài toán này ta thấy rằng là có hai yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ của con lắc đơn. Thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là độ cao. Thế mà chu kỳ của nó lại không thay đổi.
chứng tỏ rằng hai yếu tố ảnh hưởng này đã bù trừ lẫn nhau. Vậy ta sẽ đi giải quyết bài toán này. Thì vì T không đổi, do đó hai yếu tố ảnh hưởng đã triệt tiêu lẫn nhau. Do đó 1 phần 2 alpha delta T cộng với lại H chia cho R đã bằng 0. Thế thì từ đây thầy rút ra được là độ cao H của cái vật này khi mà đã đưa lên nó sẽ là trừ 1 phần 2 alpha nhân với delta T nhân với R. Ta thay số vào đi. Trừ 1 phần 2 nhân với lại alpha ở đây là bao nhiêu? 2 nhân 10 mũ trừ 5 delta T. Nhiệt độ ban đầu là 25 độ C, nhiệt độ lúc sau là 15 độ C. Vậy delta T, độ biến thiên của bất kỳ đại lượng vật lý nào thì bằng là đại lượng vật lý đó ở thời điểm sau trừ đi đại lượng vật lý đó ở thời điểm đầu. Như vậy ở đây phải là 15 trừ đi 25 nhân với bán kính trái đất, tức là 6.400 km. Thế dấu trừ ở đây nhân với lại âm 10 thì nó thành dương. Và tính ra thì cái kết quả lại sẽ là H bằng 0,64 km, hay là đổi ra mét là 640 mét. Vậy thì ở cái nhiệt độ 15 độ C, muốn cho chu kỳ có lắc đơn không thay đổi so với khi nó ở trên mặt đất có nhiệt độ 25 độ C, thì độ cao của nơi đó phải là 640 mét. Ta chuyển sang bài thứ hai. Một con lắc đồng hồ chạy đúng ở trên mặt đất khi nhiệt độ là 20 độ C cũng cho biết bán kính trái đất là 6.400 km. Hệ số nở dài của thanh treo con lắc là 4 x 10 mũ trừ 5 Kelvin. Như vậy có thể tóm tắt như này. T0 bằng 20 độ C, bán kính trái đất 6.400 km. Hệ số nở dài 4 x 10 mũ trừ 5 Kelvin mũ trừ 1. Câu A, người ta hỏi như này: khi đưa đồng hồ lên đỉnh một ngọn núi cao 800 mét thì trong mỗi ngày đêm nó chạy nhanh hơn hay chậm hơn bao nhiêu nếu như mà giả sử nhiệt độ là không thay đổi? Thế câu A thì người ta giả sử như này: T bằng hằng số, tức là nhiệt độ không đổi, nhưng mà độ cao thì là 800 mét. Hỏi rằng cái sự nhanh hay chậm sau mỗi ngày đêm delta tô bằng bao nhiêu? Thế thì ở phần chủ đề 3 và chủ đề 2 chúng ta đã biết là cái sự nhanh hay chậm của đồng hồ này được tính bằng công thức delta tô bằng 86.400 nhân với lại cái độ biến thiên tỷ đối của chu kỳ. Mà ở đây độ biến thiên tỷ đối của chu kỳ thì nó bằng H chia cho R do độ cao chi phối. Do đó mình thay vào đây thì là 86.400 mà nhân với lại 800 mét thì đổi ra km thành 0,8 chia cho 6.400. Và thay số ra thì mình tính được cái giá trị này nó là 10,8 giây. 10,8 giây. Cái delta tô của mình nó mang dấu dương. Vậy suy ra là cái đồng hồ của mình ở thời điểm này đang bị chạy chậm. Nếu đưa lên độ cao 800 mét, nó phải chạy chậm. Và sau mỗi ngày đêm thì nó chạy chậm 10,8 giây. Yêu cầu tiếp theo của bài toán này: để con lắc vẫn chạy đúng khi ở nhiệt độ 800 mét thì nhiệt độ tại cái nơi có độ cao 800 mét này phải là bao nhiêu? Thế thì yêu cầu thứ hai đó là T phải bằng bao nhiêu để mà chu kỳ T bằng hằng số. Để giải quyết cái yêu cầu này thì chúng ta lại dựa vào cái điều kiện mà chúng ta vừa xét ở cái loạt bài toán này. Đó là điều kiện để nó có chu kỳ không đổi, đó là tổng của hai cái yếu tố ảnh hưởng nó phải bù trừ lẫn nhau. Vậy 1 phần 2 alpha delta T cộng với lại H chia cho R phải bằng 0. Thế thì từ đây người ta sẽ rút ra được là delta T sẽ bằng là H2H trừ 2H chia cho R.
nhân với lại alpha. À, và thay số vào thì rút ra được là delta t. Delta t ở đây nó sẽ bằng là âm 6,75, 6,25. Âm 6,25 độ C. À, nhưng chúng ta lưu ý là đề bài không hỏi là cái độ biến thiên nhiệt độ phải là bao nhiêu, mà người ta hỏi là nhiệt độ tại độ cao 800 m phải là bao nhiêu. À, vậy thì cái delta T này phải bằng gì nhỉ? À, bằng là cái nhiệt độ T phẩy trừ đi cái nhiệt độ T0. À, thế mà T0 là 20 độ. Vậy thì thầy suy ra là cái nhiệt độ T phẩy sẽ bằng âm 6,25 mà cộng với 20, à, thì nó bằng 13,75 độ C. À, đấy mới là cái yêu cầu mà bài toán người ta hỏi mình. Như vậy chúng ta cũng rất là lưu ý. Thực ra dạng toán này nó không quá phức tạp. Tuy nhiên, phải đọc kỹ câu hỏi để xác định đúng yêu cầu của đề bài. Ở đây mình tính delta T bằng âm 6,25 độ C, nhưng người ta hỏi không phải hỏi delta T mà hỏi là nhiệt độ ở cái độ cao 800 m phải là bao nhiêu, thì chúng ta xác định cho đúng đắn. Chúng ta sang bài vận dụng tiếp theo. Bài số 3. Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ ở một nơi có ngang mặt nước biển, có ghi gia tốc trọng trường g bằng 9,86 mét trên giây bình. Nhiệt độ ở nơi đó là 30 độ C. Thanh treo quả lắc là nhẹ, làm bằng kim loại, có hệ số nở dài 2 nhân 10 mũ trừ 5 Kelvin. Alpha bằng 2 nhân 10 mũ trừ 5 Kelvin mũ trừ 1. Khi đưa đồng hồ lên cao 640 mét so với mực nước biển, đồng hồ lại chạy đúng. À, như vậy H bằng 640 mét thì cái T lại vẫn không đổi. Và cho biết bán kính trái đất là 6.400 km. Đề bài mới hỏi là này, giải thích hiện tượng và tính nhiệt độ ở độ cao đó. À, như vậy là yêu cầu của đề bài là giải thích. Và yêu cầu thứ hai là tính xem cái nhiệt độ T nó bằng bao nhiêu. À, chúng ta giải quyết bài toán này. Đầu tiên giải thích là tại sao tại sao độ cao thay đổi? Tức là ta cho vật lên cao so với lại mực nước biển, một độ cao h bằng 640 m. À, thì lẽ ra cái chu kỳ phải thay đổi. Thế tại sao chu kỳ lại không đổi? À, thì mình nhìn thấy là khả năng mà để làm cho nó không đổi đó là nhiệt độ của hệ đã bị thay đổi. Và cái sự ảnh hưởng của nhiệt độ nó đã bù trừ với lại cái sự ảnh hưởng của độ cao. À, vậy giải thích như sau. H thay đổi, nhưng nhiệt độ cũng thay đổi. Và cái sự thay đổi của hai anh này nó bù trừ lẫn nhau. Có nghĩa là này, 1 phần 2 alpha delta t thì cộng với lại h chia r, à, bù trừ lẫn nhau, tức là hai thằng này chia tiêu, nó bằng 0. À, thế thì từ đây mình sẽ rút ra được delta t. Vậy suy ra delta t sẽ bằng gì? À, delta t sẽ bằng là trừ h nhân với 2 chia cho r nhân với alpha. Và thay số vào, à, thì mình được cái delta t này bằng âm 10 độ C. À, nhưng đề bài này cũng hỏi là nhiệt độ ở cái độ cao đấy là bao nhiêu, chứ không hỏi là độ biến thiên nhiệt độ là bao nhiêu. À, thế thì ta lại phải khai thác tiếp. Lại có delta T thì lại bằng là T trừ đi T0. Vậy thì cái nhiệt độ T mà mình cần tính nó bằng T0 cộng với delta T. À, T0 là mấy nào? 30 độ C cộng với lại âm 10 độ C. À, thì nó bằng là 20 độ C.
Vậy nhiệt độ tại độ cao 640 mét so với mực nước biển thì chu kỳ không đổi vì lý do nhiệt độ của nó chỉ còn lại 20 độ C, đã giảm đi 10 độ C so với lại cái vị trí ban đầu. Chúng ta sang bài vận dụng tiếp theo. Tại một nơi ngang bằng mực nước biển ở nhiệt độ 10 độ C, đồng hồ quả lắc chạy nhanh mỗi ngày đêm là 6,48 giây. Coi con lắc đồng hồ như một thanh treo có hệ số nở dài, cũng là 2 nhân 10 mũ trừ 5 Kelvin mũ trừ 1. Vậy đây là tóm tắt như này. Ở cái nhiệt độ T bằng 10 độ C thì cái delta tô, cái này là cũng phải rất là tỉnh táo. Chạy nhanh cái gì? Chạy nhanh thì delta tô phải âm hay dương nào? Delta tô phải âm. Vậy nó phải là âm 6,48 độ C. Alpha thì là 2 nhân 10 mũ trừ 5 Kelvin mũ trừ 1. Ý thứ nhất người ta hỏi này, tại vị trí nói trên ở nhiệt độ nào thì đồng hồ chạy đúng giờ? Thế thì ý một chúng ta khai thác nhé. Hỏi rằng T phẩy bằng bao nhiêu thì đồng hồ chạy đúng giờ gì? Có nghĩa là delta tô phải quay trở về không. Delta tô phải quay trở về không. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của ta là như này. Ta không cần biết là cái ban đầu cái sự sai lệch của đồng hồ này nó do nguyên nhân gì, có thể là do chiều dài, có thể là do gia tốc trọng trường, hay là do độ sâu. Tức là gia tốc trọng trường này có thể đến là do độ cao hoặc độ sâu, không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là này, mình phải xác định được cái delta t trên t ban đầu nó bao nhiêu. Thế thì áp dụng công thức là delta tô thì bằng là 86.400 nhân với lại delta t trên t. Thế delta tô đã có rồi, vậy thì suy ra được delta t trên t mà khi mà mình chưa điều chỉnh nhiệt độ thì nó sẽ bằng là delta tô mà chia cho 86.400. Thế thì cái này nó sẽ bằng là âm 6,48 mà chia cho 86.400. Vậy thì nó bằng là cái này bằng âm 7,5 nhân với lại 10 mũ trừ 5. Thế thì bây giờ để mà cái sai số của đồng hồ trong một ngày đêm bằng không, thì mình phải can thiệp bằng cách là làm cho cái nhiệt độ thay đổi. Vậy thì cái sự thay đổi do nhiệt độ là 1 phần 2 alpha delta t cộng với cái sẵn có của nó là delta t trên t này phải bằng 0. Thế thì từ đây rút ra được cái delta t nó sẽ bằng gì nhỉ? 2 lần âm 2 lần delta t trên t mà nhân với lại alpha ở dưới mẫu. Vậy thì nó bằng bao nhiêu? Trừ 2 nhân với trừ 7,5, vậy thành cộng 2 nhân 7,5 10 mũ trừ 5 chia cho alpha là 2 nhân 10 mũ trừ 5. Cái này ra 7,5 độ C. Thế thì cái độ biến thiên nhiệt độ là dương 7,5. Vậy thì suy ra nhiệt độ mà chúng ta cần điều chỉnh nó bằng nhiệt độ ban đầu cộng với delta T. 10 cộng với lại 7,5 thành 17,5 độ C. Vậy thì chúng ta phải đưa nó đến nơi mà có cái nhiệt độ là 17,5 độ C thì nó mới chạy đúng được. Bây giờ ý số 2 người ta yêu cầu như này là đưa đồng hồ lên đỉnh núi, nhiệt độ lúc đó là 6 độ C. Như vậy là T một nào đó thì bằng 6 độ C. Vậy thì thấy có thể rút ra ngay là độ biến thiên nhiệt độ delta T1 nó bằng mấy? Đang từ 10 mà xuống 6. Vậy thì cái này ta có thể gọi là T0. Thì có thể nói là delta T1 bằng 6 trừ đi 10, vậy là âm 4 độ C. Độ cao H phải bằng bao nhiêu để đồng hồ nó lại chạy đúng? Đồng hồ lại chạy đúng, tức là này, delta tô lại bằng 0.
À, vậy thì mình sẽ suy ra như thế này. Delta T trên T sẵn có là do cái sai số sẵn có, tức là âm 7,5 10 mũ trừ 5. Bây giờ cộng với cái sự thay đổi nhiệt độ, tức là 1 phần 2 alpha delta T1. Sau lại cộng với cái sự thay đổi về độ cao, cộng với lại H chia cho R. Cái này phải bằng 0. À, thế từ đây, nhiệm vụ của mình là tính H. Thì thay số vào, chúng ta tính ra H nó sẽ bằng là 736 mét. Đấy. Thế thì rõ ràng là chúng ta có thể thấy rằng ở cái ý 2 này có thể coi như là ba yếu tố ảnh hưởng. À, yếu tố đầu tiên là gì? Vì là cái con lắc ấy ở nhiệt độ ban đầu á, 10 độ C ấy, nó đã chạy sai rồi. Đấy, đấy là một yếu tố ảnh hưởng nhé. Yếu tố thứ hai là khi mình đưa lên cao, nhiệt độ nó lại thay đổi, xong độ cao lại thay đổi theo. À, thế mà cuối cùng ba cái gọi là biến đổi chu kỳ của nó thì lại đưa về được một cái chu kỳ chạy đúng. Cho nên là tổng của ba cái yếu tố ảnh hưởng này phải bằng 0. Từ đấy chúng ta rút ra được độ cao ở cái nơi có nhiệt độ là 6 độ C đấy thì phải là 736 mét thì đồng hồ mới lại quay trở lại cái chu kỳ chạy đúng của nó được. Bài số 5. Con lắc Foucault ở nhà thờ Thánh Isaac thành phố Petersburg, à như vậy là một cái bài thực tế đấy. Là một con lắc đơn gồm một vật nặng khối lượng m bằng 5 kg. Chiều dài của cái dây treo L nó bằng là 98 m và gia tốc rơi tự do ở đó G là 9,819 m trên dây bình. Ở đây ta ký hiệu là L1 đi, đây là G1 đi. Và nhiệt độ tại đó T1 nó bằng 20 độ C. À, như vậy con lắc Foucault, cái con lắc gọi là lịch sử đấy. Thế bây giờ yêu cầu của đề bài là thế này. Hãy tìm chu kỳ dao động T1 của con lắc Foucault. Và ở đây lấy G xấp xỉ bằng pi bình. Như vậy là G1 xấp xỉ bằng pi bình. Đấy là ở ý thứ nhất. Hỏi rằng T1 bằng bao nhiêu? À, thế thì cái yêu cầu thứ nhất không khó khăn gì. Ta áp dụng công thức là T1 bằng 2 pi căn của L1 trên G1. À, thế thì thay vào đây bằng 2 pi căn của 98 chia G1 là pi bình. À, thế ta nhìn vào ta thấy này, pi bình lấy căn ra à thì nó bằng là pi. À, vậy là chia bên ngoài này, 2 pi chia pi bằng 2, 2 nhân với lại căn của 98 à, 7 căn 2. Như vậy chu kỳ ở đây sẽ là 7 căn 2 mà nhân với 2 tức là 14 căn 2 giây. 14 căn 2 giây. Chuyển sang ý số 2. Nếu treo con lắc này ở Hà Nội, à Hà Nội thì gia tốc trọng trường không giống ở Petersburg mà gia tốc của nó chỉ còn có 9,793 mét trên giây thôi. Và nhiệt độ T2 nó bằng là 30 độ C. Thì con lắc này sẽ dao động nhanh hay chậm bao nhiêu so với Petersburg trong 6 giờ? Cho biết hệ số nở dài của thanh treo con lắc là 2 nhân 10 mũ trừ 5 Kelvin mũ trừ 1. Vậy alpha bằng 2 nhân 10 mũ trừ 5 Kelvin mũ trừ 1. À, thế thì thông thường thì mình tính là khoảng thời gian nhanh chậm sau một ngày đêm. Thầy chính nên lại hỏi là khoảng thời gian nhanh chậm sau 6 giờ. À, 6 giờ tức là 1 phần 4 của một ngày đêm. Vậy tức đề bài hỏi mình là delta tô trên 4 thì bằng bao nhiêu? À, thế thì ở đây ta thấy cái sự thay đổi nó đến từ hai yếu tố. Thứ nhất nhiệt độ, thứ hai gia tốc trọng trường. À, thế thì thầy áp dụng công thức là delta tô trên 4 ấy nó bằng gì? À, bằng 1 phần 4 này nhân với lại 86.400 này, à, nhân với lại các yếu tố ảnh hưởng đến nó. À, yếu tố thứ nhất là nhiệt độ, như vậy 1 phần 2 alpha delta t. Yếu tố thứ hai là
gia tốc. À, thế thì lại trừ đi 1 phần 2 delta G trên G1. À, vậy thì mình sẽ rút ra được là cái khoảng thời gian delta tô trên 4 đề bài đang bắt tính sẽ là 86.400 này chia cho 4 này nhân với 1 phần 2 nhân 2 10 mũ trừ 5 delta T. À, nhiệt độ đang là 20 độ C mà lên thành 30 độ C, như vậy nó là 30 trừ 20 tức là dương 10 trừ đi 1 phần 2 à delta G, G đang là 9,819 mà xuống còn 9,793, à thì delta G sẽ là 9,793 mà trừ đi 9,819 chia cho G1 tức là 9,819. Và thay số vào thì chúng ta sẽ tính được delta tô trên 4 nó sẽ bằng 30,75. 30,75 giây. À mà cái khoảng thời gian này là lớn hơn 0. À, suy ra là chạy chậm. Như vậy là sau mỗi 6 giờ thì cái con lắc Foucault này nếu treo ở Hà Nội thì sẽ chậm 30,75 giây so với khi treo ở thành phố Petersburg. Yêu cầu cuối cùng của bài toán này, để con lắc lại chạy đúng thì cần thay đổi chiều dài của thanh treo con lắc như thế nào? À, như vậy ở câu 3 này nó tích hợp cả 3 yếu tố. Thứ nhất, ta thấy ở câu 2 đã là gì? Gia tốc thay đổi rồi. Nhiệt độ cũng thay đổi rồi. À, bây giờ lại thay đổi nốt cả chiều dài nữa. À, vậy thì tức là để T không đổi thì chúng ta sẽ suy ra là cả 3 yếu tố nhé. Nào, đầu tiên nhiệt độ này, 1 phần 2 alpha delta T. Sau đấy đến gì nhỉ? Đến gia tốc trọng trường. À, trừ 1 phần 2 delta G trên 2G 1. Rồi bây giờ lại do cái chiều dài nữa. Vậy là delta L chia cho 2L1. Cái này phải bằng 0. À, thế thì từ đây sẽ rút ra được là delta L nó sẽ phải bằng là âm 0,279 mét. Đấy, thay số vào thì mình ra được như vậy. Thế thì kết luận là để mà chu kỳ của cái con lắc Foucault mà khi treo ở Hà Nội chạy đúng thì ta phải làm giảm chiều dài của cái con lắc này đi bao nhiêu? À, âm giảm đi 0,279 mét hay là 27,9 cm. Vậy ta phải giảm chiều dài là 27,9 cm để nó lại chạy đúng. À, thế thì qua cái chủ đề 4 này chúng ta nhớ lại là dù cho là có nhiều yếu tố ảnh hưởng chăng nữa thì chu kỳ của con lắc đơn vẫn có thể không thay đổi. Thì khi đó điều gì xảy ra? À, các cái sự thay đổi đó nó bù trừ lẫn nhau. À, cái một cái nào mà tăng lên tức là dương thì cộng với cái phần âm nó phải bằng không, nó triệt tiêu lẫn nhau.